Ở đây chúng ta đang tìm một cái người mà có thể chia sẻ chúng ta về tư duy tổng hợp, những cái kiến thức của cô ấy về những cái xã hội nói chung, còn những cái cụ thể như là ba cái công nghệ mà chị Hà Anh. Chào em, chị đang thấy em ở đây là em nói là em đang điều hành một quỹ đầu tư. Em vui lòng cho chị biết chính xác vị trí điều hành của em là gì và quỹ đầu tư của em là gì. Quỹ đầu tư này của em lại đầu tư vào các công nghệ mới. Vâng. Quỹ đầu tư của em tên gì và vốn của nó là bao nhiêu? Khi mà Phương nhận được một số hồ sơ có kiến thức về công nghệ, Phương cảm thấy rất là vui. Với KTS Capital thì thường sẽ đầu tư vào các dự án với size là từ 20 đến 50 nghìn. Em làm công nghệ mà quỹ của em chỉ đầu tư vào size 20 nghìn, 50 nghìn. À không, thế thì là... em thế thì... Dạ, để... thì em không hiểu gì lắm về công nghệ nhỉ? Dạ không ạ, thì em đang giải thích tại vì là trong cái lĩnh vực của em. Vậy thì em trả lời trước cho chị Phương tập biết là công ty của em là founder. Dạ chị làm công nghệ nha. Dạ dạ. Ok. Là công ty vốn điều lệ bao nhiêu? Dạ đăng ký vốn điều lệ tại Việt Nam là 2 tỷ đồng. Mà em vốn chỉ có khoảng 2 tỷ mà em đầu tư về công nghệ thì chị nghĩ rằng em với lại công ty việc quỹ của em lên xem lại. Okay, nó không được rồi, đấy là lựa chọn kinh doanh rồi. Của người ta. Không phải, quá nhiều câu hỏi khó dành cho em luôn. Thôi bây giờ chị hỏi câu hỏi dễ hơn nè. Thật ra nếu như mà nó là một chuyên ngành của bạn thì không hề khó với bạn. Các giám khảo đang hỏi, chị thấy rằng là nó đi quá xa. Chúng ta không ở đây để đánh giá xem là không phải chị Hà Anh ạ, bởi vì thực sự ấy, chúng hay ta là... chỉ có một thí sinh ở đây mà thực sự là một người làm trong ngành công nghệ, mà công nghệ thực sự bây giờ cũng là một cái tương lai, đúng không? Đúng mà rồi, nhưng để mà em mới thực sự hiểu về cái công nghệ. Công nghệ nó có rất là nhiều những nhánh khác nhau. Chị cũng biết là có thể em hiểu nhiều hơn về công nghệ nên là em có thể em hỏi nhiều cái question hơn. Nhưng ý chị nói rằng là ở đây chúng ta đang tìm một cái người mà có thể chia sẻ chúng ta về tư duy tổng hợp, những cái kiến thức của cô ấy về những cái xã hội nói chung, còn những cái cụ thể như là ba cái công nghệ mà chị Hà Anh. Đối với Hà Anh thì một số những cái câu hỏi đôi khi nó quá chuyên sâu về một chuyên ngành, chưa chắc là nó đã cần thiết ở thời điểm này. Phương cảm thấy thực sự hơi không hài lòng, bởi vì rằng là khi mình làm một việc gì đó thì cái việc mà cái kiến thức sâu rộng nó là một phần vô cùng quan trọng. Nếu như nó dành ở trong một cái chương trình về công nghệ thì chị nghĩ là khán giả và mọi người sẽ quan tâm hơn. Thực ra em nghĩ là chị Thu Phương hỏi đúng, bởi vì chị Thu Phương đang hỏi sâu khi mà bạn nếu mà là một leader, leader là một cái tiêu chí của Hoa hậu Hoàng Vũ. Cho nên nếu như bạn là một leader thì bạn phải hiểu những cái chi tiết, bởi vì những cái câu trả lời của bạn chưa có thuyết phục. Bởi vì đây là một cái giá trị mà chị cũng đã đi tìm mãi. Thực sự chị đánh giá em cao. Không phải cô gái nào cũng có thể có những kiến thức như em. Thế nên là em mới xin phép hỏi hơi nhiều về vấn đề này, bởi vì chị rất thú vị với cái giá trị mà em đang có. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ vâng, em cảm ơn bạn giám khảo. Vào trong này chị hỏi sâu hơn nữa đấy. Phương nghĩ rằng là với một cái đại diện nhan sắc cho bản lĩnh của phụ nữ Việt thì các em sẽ cần phải trang bị cho mình nhiều kiến thức hơn để mà thực sự có thể làm cho chúng ta rạng danh ở trên trường thế giới. Tập tiếp theo được phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2022 trên kênh VTV9, độc quyền trên kênh YouTube Uni Network, ứng dụng Vion và các kênh truyền hình địa phương.